Nằm nghe sóng vô từng có nhiều bác thắc mắc hỏi tại sao đài Nhật người ta lại hay tìm mua. Đài Nhật nó có rất nhiều lý do. Thứ nhất là đài Nhật thì độ bền và tuổi thọ của đài Nhật rất là cao. Cái thứ hai nữa là dễ dùng, dễ sử dụng. Dụ như là đài Đức thì nó có một đài Đức của đài Nga thì nó có một số những cái nhược điểm như là nó rất là to nặng. Và khi ấn các nút nhấn của nó thì thường sẽ phải nghiến răng nghiến lợi nhấn. Đấy thì đây là một cái bộ ruột gan của một chiếc cái đài của Nhật. Con đài này thì em chưa từng đăng ở trên kênh. Chiếc đài này thì em mua về để chơi. Nhưng mà trong thời gian chơi thì em tháo ra vệ sinh thì em quay hình thức của chiếc đài cho các bác. Đây ạ. Con đài này là đài dạng nó cổ. Nó không phải là mới sản xuất. Tất cả những đài bên em bán thì gần như là những đài mà nó đã sản xuất từ những năm 60, 70, 80, nói chung là của thế kỷ trước. Nó không phải đài mới nhé. Về hình thức, về ruột gan của những chiếc đài thì nó còn rất là mới. Bởi vì bên nước ngoài đài người ta không hay sửa đài đâu ạ. Đài mà bị lỗi, bị hỏng thì thường người ta sẽ dùng, ví dụ như hỏng và băng thì người ta không dùng băng nữa, người ta dùng chuyển sang dùng chức năng của radio hoặc là nghe nhạc bằng line in. Con này là một con đài Ma Lăng. Đài này thì là thuộc top đài hiếm đấy ạ. Đây ạ. Ma Lăng. Một trong những top đài rất là hiếm ở trên thị trường. Đấy. Về độ mới của chiếc đài thì theo em đánh giá là nó cũng rất còn rất là mới. Quay sách chưa vệ sinh nhưng mà còn rất là sáng bóng đây. Hôm nay thì em làm cho vệ sinh xong thì là em lắp lại xong thì là em sẽ test ở trên YouTube cho các bác cùng xem. Có thể đây là part 1 đi. Part 1 là phần mở ruột gan của nó ra. Con này tháo ra rất khó. Nhưng cũng tháo mãi mới tháo được. Đấy, đây là phần nắp trước của nó. Nó tháo như là con Sony 1980. Bác đã từng tháo rồi thì biết. Cái kênh của em khá nhiều bác thợ vào xem. Kênh của em thì là một kênh mà bán sản phẩm. Ngoài ra là một kênh mà em hay quay giới thiệu test các chức năng của chiếc đài. Để các bác cái kênh thì xem ủng hộ. Vì tiêu chí của em là vừa bán hàng vừa làm kênh ca nhạc.
nên là các sản phẩm cũng như là video em quay thì khá là chi tiết. Đây là phần nguồn của nó, đây là phần cơ cassette. Bạn nhìn thấy phần sau là hầm đúng không? Đây là phần mạch radio. Còn đây là phần này là phần công suất của nó. Rất là hầm hố nhá. Thực ra đài ở Nhật về thì thường công tác vệ sinh cũng không có gì phức tạp đâu ạ. Mình sẽ phải vệ sinh cho nó hết những cái bụi trong này thôi, thổi bụi đi. Không phải rửa ráy gì cả. Có nhiều kênh thì bảo là rửa đài, cái đấy thì em không khuyến khích các bác rửa, bởi vì khi mà rửa thì nó sẽ có nhiều vấn đề dính nước vào đây, làm cho cái thời gian mà sử dụng của những cái mạch của những cái bóng bị hỏng. Con này thì về trong tình trạng thì như thế này, và em đã thay dây cu loa này, các dây cu loa đây thay hết này, bánh ti em thay rồi, mới này. Cái quan trọng nhất là cái phần cơ là mình phải làm cho nó thật trơn tru, cho mỡ cơ vào, rồi là thay bánh ti, thay dây cu loa. Nhưng mà nhiều con đài tháo ra rất là khó các bạn. Đấy. Phần các phần ở đây thì em đã làm cho nó chạy trơn tru hết rồi. Thì lắp vào là để giao lưu với các bác thôi. Thì qua cái video này muốn chia sẻ thêm với các bác là các bác mua hàng thì nên tìm hiểu một số những kênh bán, làm sao cho để lúc mà các bác mua ấy thì mua được sản phẩm ưng ý là một. Vì thứ hai là sau khi mà các bác gặp sự cố thì các bác có thể bảo hành được. Rất nhiều kênh bán rất là rẻ. Nhiều bác ham rẻ thì đã phải lĩnh rất nhiều những hậu quả. Bởi vì là sản phẩm khi mà nó đồ cũ, nếu mà các bác không có cơ sở uy tín để mà spa cũng như là để mà xử lý các sự cố sau này, về sau này thì dùng nó sẽ rất là vất vả, có khi gửi cho cái người nó không uy tín, có khi nó mất cả đài đấy. Nên các bác nên tìm hiểu về sản phẩm. Có nhiều bác thì vào kênh bảo sao bán đắt thế. Bên em thì sản phẩm bên em là sản phẩm tuyển chọn, giá có hơi mắc. Các bác cũng giống như là một ăn một bữa cơm vậy ạ. Các bạn ở nhà hàng thì sang trọng thì nó sẽ có mức giá khác, và các bác ăn ở ngoài vỉa hè thì nó có mức giá khác, và ngoài ra nó cũng phụ thuộc vào chất lượng của sản phẩm nữa. Đài bán thì bên em bán là đồ cũ, nhưng mà sản phẩm bên em bán là có bảo hành đấy, nghĩa là các bác mua là được bảo hành hết từ 3 tháng, 6 tháng đến 12 tháng, và ngoài ra thì hỗ trợ sản phẩm khi hết hạn bảo hành rồi. Nghĩa là sau có hết hạn thời gian bảo hành, nếu nó gặp sự cố trục trặc gì thì em sẽ xử lý cho các bác và có tính phí đấy. Nhiều kênh bán thì bán xong cho các bác là xong, mà nhiều khi bán người ta thu tiền của các bác rồi, các bác có gọi cho người ta lại chẳng nghe máy. Đấy là cái mà các bác nên lưu ý. Đồ này nó không phải là giống như là cái đơn giản để mình có thể mang ra ngoài chỗ nào mình sửa được, mà muốn sửa bây giờ kể cả thợ điện tử biết về đài mà không có linh kiện thay cũng không sửa được. Ví dụ như kể cái bánh tì này không có, không thay, không sửa được, dù biết là nó bị hỏng cái đấy. Và cái thời gian sửa đài nó mất nhiều công hơn là thời gian sửa tivi, nên là bây giờ những thợ mà biết sửa về cái món này thì gần như là bây giờ người ta không sửa nữa, bởi vì sửa đài bao giờ mất thời gian lắm, không phải là sửa phát ăn ngay được. Kể cả khách hàng mang đến đây sửa, em cũng chia sẻ luôn là em sửa thì không lấy được ngay, mà em chỉ sửa cho khách hàng mua đài của em không sửa cho các khách hàng mà mua chỗ khác mang đến đây sửa, em không sửa. Đấy là nói thật luôn các bác. Thế có nhiều bác thì bảo là tôi mua cái đài ở đây nó còn ngon lắm, tôi muốn đổi sang đài khác, là em không đổi. Bên em chỉ cho các bác đổi sản phẩm của em đã từng mua của em sang sản phẩm khác thôi, và đặc biệt là em đã mua hàng của em rồi là không cho trả lại. Bởi vì bây giờ bác bảo là 1 tháng bán 30 cái đài, ai không thích nữa trả lại thì tất nhiên là mất thời gian lắm, phải đăng đi đăng lại. Tiêu chí bên em bán thì phục vụ đến những các bác làm sao để mà đến cái mức độ tiêu dùng cũng như là cái sản phẩm nó được trơn tru nhất đấy. Bởi vì tuy là đồ cũ thôi, nhưng mà đồ cũ thì nó cũng có cái giá trị sưu tầm, cái giá trị sử dụng nhất định đấy. Thì tiện thể hôm nay thì muốn chia sẻ với các bác như vậy. Còn là về bên thứ đài thì bán cho các bác là bán là bảo hành là một này, thứ hai là ship code toàn quốc, nghĩa là sản phẩm dưới 5 triệu đồng là các bác không phải cọc tiền, hàng gửi tận tay các bác có nhận hàng kiểm tra thoải mái trả tiền. Còn bác nào đã mua hàng nhiều lần rồi mà chuyển khoản đủ thì mới bao ship. Ship thì như khu vực ở phía Bắc này thì nó sẽ nhanh, nhưng mà khu vực ở từ Nghệ An trở vào thì sẽ lâu hơn. Ở khu vực phía Bắc này thì em sẽ gửi cho các bác nhận hàng trong ngày bằng dịch vụ xe ghép,
Như là xe bây giờ có rất nhiều cái tuyến xe cố định từ Hà Nội về các tỉnh, em sẽ gửi cho các bác bằng xe ghép, vừa là an toàn vừa là nhanh, nhận trong ngày và người ta giao tận nhà các bác luôn, bác không phải đi lấy đấy, thế mới là cái tiện lợi. Còn chiếc này là chiếc đài ma răng thì hôm nay thì quay ruột gan của nó cho các bác, một vài ngày nữa thì em sẽ đưa lên kênh để phục vụ các bác. Đấy, đài về rất nhiều, có một số bác đang hứa hẹn về vấn đề về mua thì các bác cũng phải thông cảm là hàng thì em trong thời gian mua nó chuẩn bị mất thời gian lắm, không phải là mua một hai ngày được. Vì thế nên là thường sản phẩm mua thì em sẽ mua mất khoảng tầm có những cái nhanh thì là 1 2 tháng, có những cái thì 1 tuần 2 tuần, nếu trường hợp đặt hàng mà ship e bay, ship nhanh, ship hỏa tốc thì nó sẽ nhanh, còn lại là một số sản phẩm đi đường bay mà nặng thì sẽ đi bằng dạng e chậm. Vì thế nên là các bác mua hàng cũng như là xem sản phẩm thì có thể là chờ đợi hoặc là đặt mua để phù hợp. Còn đến thời điểm sát Tết này rồi thì là em chỉ dùng dịch vụ vận chuyển bằng đường bay thôi, nghĩa là vận chuyển nhanh đấy, không dùng dịch vụ chậm đấy. Còn chiếc này thì các bác nhìn thấy là ruột gan bên trong nó thì hoa cả mắt luôn vì vấn đề về cái độ mới. Con này thì theo thông tin em tra là sản xuất năm 1967, nó là dòng cổ. Tất cả các dòng cổ thì thường là FM 10, FM có 90 bao nhiêu này, nhưng con này thì em đã kéo ra 108 rồi. Con này là đái ma răng đấy. Thì muốn chia sẻ thêm về kinh nghiệm cũng như chọn sản phẩm cũng như là mua hàng làm sao chọn đơn vị bán các bác được ok nhất. Địa chỉ của bên em là ở số nhà 107Y ngõ Việt Hà 1, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra bên em có giao hàng toàn quốc nhé. Và quá trình thì vệ sinh của nó thì em nghĩ là nó cũng không có gì phức tạp lắm đâu ạ. Thứ nhất là mình tháo toàn bộ phần vỏ ra này, vệ sinh hết những cái bụi bẩn ở trong đây. Ví dụ như kể cả những cái miếng nhựa này, đây là cái miếng nỉ thì mình cũng thổi sạch đi. Và những cái vặt này thì mình lau sạch đi. Ngoài ra thì mình có thể lau thêm dầu tây vào đây để bảo vệ cái mặt này, mặt này bằng sắt đấy. Còn là phần phần dây cu loa thì mình thay hết dây cu loa đi, máy tì thay hết đấy. Sau đó thì căn chỉnh lại tốc độ. Một số những phần mỡ cơ ấy thì mình cũng cho mỡ vào phần cơ. Thì đây em đã tra hết rồi. Và nhất là phần tốc độ của nó, chỉnh tốc độ của nó cho nó chuẩn so với tốc độ thực tế là ok thôi. Thế còn lúc mà test thì mình có thể kiểm tra phần tua này, đấy, tốp này, phần chạy cassette này, làm sao cho tốc độ nó thật chuẩn. Chuẩn thì thường ra các bác hay nghe bằng tai thường, như bên em thì thường là dùng máy đo là một, với thứ hai nữa là dùng cái phần mềm để test tốc độ. Vì thế có nhiều bác có nói là sao tốc độ chậm, tốc độ nhanh thì gần như là không có đâu ạ. Tốc độ bên em thì em thường test của nó rất là chuẩn trước khi đến tay các bác. Thì còn đồ cũ thì nó không thể tránh khỏi những cái việc mà nó gặp những sự cố. Trong quá trình bán hàng thì em đã từng gặp những sự cố nhưng mà những sự cố gần như là lặt vặt đấy ạ. Ví dụ như một số những sản phẩm về đĩa thì nó có thể kẹt đĩa, thì cái yếu tố mà người sử dụng rất quan trọng ạ. Bởi vì cái khi mà cái thao tác của các bác ấy mà không chính xác ấy, không đúng theo cái quy trình ấy, thì thường nó sẽ gặp sự cố. Thứ nhất là khi mình không dùng nữa thì mình ấn tốp, ví dụ như là ấn tốp đấy, nhưng mà có nhiều bác nó đang đang ghi băng, các bác ấn tua, hoặc là đang đang tua này, hoặc đang play mà ấn tua, thì có một số cơ thông minh thì nó sẽ chịu được cái vấn đề về tắt như thế, nhưng về quy trình thì bác hạn nên đang tua này, đang đang tua này thì mình phải dùng tốp trước xong mới ấn sang cái phần play, hoặc play rồi thì mình phải ấn tốp xong ấn mới ấn tua đấy. Nhưng có nhiều bác thì là đang tua hoặc đang ghi băng thì ấn luôn cái nút chức năng khác, dẫn đến là nó bị treo cơ hoặc là nó bị một cái lỗi liên quan đến phần cơ. Hoặc là khi mà cái phần đĩa hay gặp nhất là khi các bác cho đĩa ra, các bác lại ấn đặt đĩa nó không chuẩn vào cái lòng đĩa, dẫn đến khi mà cho cái đĩa khay đĩa vào là nó bị vênh, dẫn đến kẹt cơ đấy, nên là không thể rút ra được. Vì thế là cái thao tác trong quá trình sử dụng rất quan trọng cho cái việc mà các bác làm một chiếc đài nó bền. Vì thế các bác xem video thì có thể là qua những cái video ngắn chia sẻ về kinh nghiệm mà xử lý lỗi cũng như là một số những cái vấn đề về bảo dưỡng. Có nhiều bác thì lại mang cả dầu luyên để xịt vào những cái cơ, phần phần cơ này, dẫn đến là nó nhoe nhoét ra thế này, thế là nó trượt hết cả những cái bánh răng, bánh tì này không thể chạy được. Đấy, các bác phải rút kinh nghiệm. Kể cả những cái này thì các bác xịt vào, các bác tháo ra xịt được, chứ để bên ngoài mà bác xịt từ vỏ vào thì không bao giờ xịt được, bởi vì từ ngoài vỏ vào nó có một cái lớp chắn ở đây. Là xịt vào cái từ ngoài vào nó chảy hết dưới phần dưới này. Đấy. Thì qua một cái vấn đề chia sẻ cái phần phần cơ của con ma răng này thì em chia sẻ thêm nữa các bác một số cái điểm mà
bạn cần lưu ý trong quá trình sử dụng đài. Bởi vì sử dụng một sản phẩm mà nó đúng cách, bảo dưỡng đúng cách, tra dầu mỡ đúng cách, nó sẽ làm cái chất lượng của đài nó được bền hơn. Nhưng ngược lại, nếu không đúng cách thì nó sẽ làm hỏng đài, có thể là phá cái đài đi. Đấy. Có nhiều bác bằng dầu luyên đi tra vào cái gạt volume to nhỏ ấy. Vì dầu luyên thì nó làm cái dung dịch mà làm phá hết những cái lớp bảo vệ ở trên cái bề mặt của cái phần gạt ấy, cho vào là hỏng luôn, không sửa được. Và xin tạm dừng phần chia sẻ cũng như là trao đổi cũng như là chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề về các bác bảo dưỡng sản phẩm, cũng như là một sản phẩm khi để đến tay các bác thì cần những yếu tố gì. Đó. Ví dụ sản phẩm này thì em phải test ở bên ngoài trước tất cả mọi cái rồi mới lắp vào. Đấy, xin tạm dừng phần test cũng như là phần chia sẻ ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn các bác. Chúc các bác một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và tài lộc.